ông rằng, đó là công việc của tôi. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực y học chức năng được 10 năm. Vì vậy, tôi biết về hormone tăng trưởng của con người. Tôi biết nó đắt như thế nào, và tôi chữa trị cho mọi người từ trong ra ngoài tại văn phòng của tôi. Vì vậy, nó là một sự bổ sung hoàn hảo. Có lẽ là tôi kể cho khoảng từ 5 tới 10 người mỗi ngày, và tôi đang gọi mọi người khắp nơi. Và bạn biết đấy, chủ yếu đối với tôi, tôi nghĩ nhìn chung hầu hết mọi người tin tưởng tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ bán cho họ bất cứ thứ gì mà bản thân tôi không dùng. Vì vậy, tôi đã đem bản thân mình để làm chuột thí nghiệm với mọi thứ tôi làm. Có thể việc sử dụng đó cho bệnh nhân của tôi. Nhiều người trong số họ đã thực hiện theo khuyến nghị của tôi để tiếp tục và sử dụng nó. Họ cũng đang báo cáo các kết quả tuyệt vời. Tôi cực kỳ ấn tượng với công thức và định hướng trở thành một sản phẩm vi lượng đồng căn. Bạn biết đấy, một sản phẩm thực sự giúp kích thích sản xuất HGH. Trên thực tế đây, với tôi đây, là vi lượng đồng căn. Bạn biết đấy, ngay lập tức tôi tự động biết rằng đây là liều lượng vi lượng. Và nó được đưa vào máu nhanh hơn nhiều với liều lượng, các bạn biết đấy, an toàn hơn. Ngay đêm đầu tiên tôi đã sử dụng gel, giống như tôi đã có những giấc mơ sống động nhất mà tôi từng có. Và tôi có thể nhớ, và cái mà tôi yêu thích về điều đó, với tư cách là một bác sĩ, tôi biết rằng những giấc ngủ của tôi trở thành giấc ngủ REM nhiều hơn. Tôi là một bác sĩ châm cứu, và tôi cũng là một y tá trong 42 năm. Vì vậy, tôi có khách hàng và dựa trên kinh nghiệm của mình. Tôi cảm thấy rằng nó thực sự có thể giúp được rất nhiều người. Và điều đó thật thú vị đối với tôi. Bởi vì tôi thực hiện rất nhiều chương trình thay thế testosterone và những thứ tương tự. Tôi đã chia sẻ điều đó với họ, với từng bệnh nhân sử dụng hormone. Và những người sử dụng testosterone phải giảm liều lượng giết người này xuống, bởi vì trên thực tế, gel truyền vào mức testosterone tự nhiên. Tôi biết về HGH, nhưng giá cả thật sự là vấn đề. Vì vậy, mọi người không sẵn sàng chi ra tới $1,500, nên khi được giới thiệu sản phẩm rất hợp túi tiền, hiệu quả rất cao này, mọi người rất thích. Bạn biết đấy, chỉ cần nhìn vào rất nhiều kết quả tuyệt vời, bởi vì nó thực sự là hormone chữa bệnh. Nó không chỉ là hormone tăng trưởng, mà còn thực sự là hormone chữa bệnh, hormone chính. Vì vậy, nó giúp ích rất nhiều thứ ở rất nhiều người khác nhau. Tôi tham gia vào công việc kinh doanh vì một người bạn của tôi nói rằng bạn biết gì về HGH? Và tôi nói mình biết chút ít. Và anh ấy nói với tôi rằng, nghe này, chúng tôi đang làm việc với một công ty có sản phẩm bôi ngoài da duy nhất trên thế giới có đăng ký FDA. Dựa trên xuất xứ và công thức của tôi, cũng với tư cách là một bác sĩ, tôi chỉ nhận ra rằng đây chính là thời điểm tốt nhất. Vì nếu tôi định quay lại ngành này, phải có thứ gì đó có điểm khác biệt và quan trọng đối với tôi. Đối với tôi, đây là sản phẩm mà mọi người trên 20 tuổi thực sự nên sử dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Và đó là tất cả những gì về nó. Somaderm là gì và điều gì làm cho nó trở nên độc đáo? Somaderm giúp hỗ trợ sản xuất hormone tăng trưởng nội sinh của cơ thể bạn. Điều đó có nghĩa là gì? Nội sinh là sản phẩm tự nhiên do cơ thể bạn sản xuất. Vì vậy, khi bạn đang hỗ trợ sản xuất hormone tăng trưởng tự nhiên của cơ thể, bạn đang giúp cơ thể tạo ra nhiều hormone này bên trong cơ thể một cách tự nhiên. Trong khi ngược lại là ngoại sinh, giống như việc bạn đi khám bác sĩ và tiêm hormone tăng trưởng, đồng nghĩa với việc bạn đưa một hormone ngoại sinh vào cơ thể. Việc tạo ra các hormone tự nhiên của riêng mình luôn tốt cho cơ thể thay vì đưa chúng từ bên ngoài vào. Và Somaderm độc đáo là vì nó sử dụng phương pháp thẩm thấu qua da. Điều đó có nghĩa là nó thẩm thấu qua da và đi vào máu theo cách đó thay vì truyền qua một mũi tiêm khó chịu. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa sản phẩm này và mũi tiêm khó chịu kia? Điều đầu tiên là bạn sẽ không phải ngồi trong phòng chờ, bạn sẽ không phải gặp bác sĩ và bạn sẽ không phải chi một khoản tiền kha khá để tiêm các loại hormone tăng trưởng đó. Và nếu bạn đọc nhãn, bạn sẽ thấy rằng nó có chứa một thành phần hoạt tính được gọi là somatropin. Vâng, somatropin là một hormone tăng trưởng sinh học, tự nhiên sinh học, và nó là phiên bản liều lượng siêu nhỏ có trong Somaderm, và đó là một phần của những gì đang hoạt động bên trong cơ thể bạn. Ngoài ra, có một số nghiên cứu chứng minh rằng các thành phần quan trọng trong Somaderm có thể giúp hỗ trợ sản xuất hormone tăng trưởng nội sinh lên đến 800%. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với chuyện chần chừ tới lui việc khám bác sĩ và xem xét việc tiêm hormone tăng trưởng, bạn có thể cân nhắc sử dụng Somaderm, bởi vì phương pháp truyền bất thường này là một phương pháp đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Square hair
Chúng ta gọi phần này của não là tuyến yên. Mặt trước của tuyến yên là thùy trước tuyến yên có chức năng tiết ra hormone tăng trưởng của con người. Nhưng hormone tăng trưởng của con người không thực hiện tất cả các công việc. Hormone tăng trưởng của con người sau đó đi đến gan của chúng ta và từ gan của chúng ta nó giải phóng một thứ gọi là IGF-1, viết tắt của yếu tố tăng trưởng giống insulin số 1. Và bạn có thể nhìn thấy từ trên trình bày này, không cần phải xem nó sẽ đi đến đâu. Chỉ cần nhìn vào ô màu xanh lá cây, bạn sẽ thấy yếu tố tăng trưởng giống insulin số 1 và tất cả những vị trí khác nhau mà nó gây ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan nơi nó có đóng vai trò trong đó. Nó hỗ trợ não, bảo vệ tim, xây dựng cơ bắp, xây dựng xương, giúp ích cho chức năng buồng trứng và tinh hoàn. Nó giúp tăng trưởng và sửa chữa bảo vệ thận và sau đó hỗ trợ hệ miễn dịch. Trên trình chiếu này là một trang mà tôi thích cho tất cả các bệnh nhân của mình xem vì nó cho họ biết khi bạn nhìn thấy trong tờ rơi quảng cáo và khi bạn đọc về HGH và Somaderm. Ôi trời ơi, mọi thứ có phải là quá tốt để trở thành sự thật không? Không có, không có câu hỏi nào trong đầu tôi rằng nó không quá tốt để trở thành sự thật. Đây chỉ là công việc của IGF và điều này minh họa việc đó. Vì lý do nào đó, hormone tăng trưởng này trong hệ thống của chúng ta đạt đỉnh điểm ở độ tuổi 20-25. Thông thường, ngoài hệ thống của chúng ta, thùy trước tuyến yên ngừng tạo ra hormone tăng trưởng vào khoảng thời gian chúng ta 30 tuổi. Và rồi quá trình lão hóa đáng sợ bắt đầu từ thời điểm đó. Nhưng chỉ vì thùy trước tuyến yên ngừng tạo ra, không có nghĩa là nó đã biến mất, mà vẫn còn đó. Nó vẫn có thể tạo ra hormone tăng trưởng. Nó chỉ được lập trình để không làm việc này. Nhưng liệu chúng ta có thể khiến nó hoạt động trở lại? Tất nhiên rồi là được. Và nó được gọi là truyền tín hiệu hormone. Vì vậy, xin giải thích nhanh sự khác biệt giữa thay thế hormone và truyền tín hiệu hormone. Tôi đang sử dụng testosterone. Cơ thể tôi không còn tạo ra lượng testosterone nhiều như tôi cần. Do đó, tôi cần phải thay thế testosterone của mình. Với Somaderm và HGH, nhờ loại gel này, chúng tôi đang nhận được lượng vừa đủ, được hấp thụ qua da, tạo nhiên liệu cho phần được gọi là thùy trước tuyến yên để giải phóng hormone tăng trưởng. Nó báo hiệu cho thùy trước tuyến yên thức dậy và tiết ra nhiều hormone tăng trưởng. Hormone này sẽ giải phóng IGF, sau đó sẽ thực hiện tất cả những điều tuyệt vời, đáng kinh ngạc này ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể chúng ta. Vì vậy, vâng, bạn sẽ ngủ ngon hơn, vâng, cơ bắp của bạn sẽ phát triển, mỡ của bạn sẽ giảm xuống, sẽ mất thời gian. Bạn phải hiểu rằng, tất cả mọi người phải hiểu rằng, điều này cần có thời gian. Nó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Bạn có thể nhận thấy mình dần có một giấc ngủ ngon hơn. Nhưng thực sự thì 4, 6, 8 tuần sắp tới là một khung thời gian đủ tốt để biết khi nào bạn sẽ bắt đầu thấy một vài lợi ích đầu tiên. Nhưng sau đó hiệu ứng sẽ được cộng dồn và nó tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng. Và điều đó được giải thích rõ ràng trên tất cả các trang web và tài liệu. Chúng tôi không thể đảo ngược quá trình và bạn không thấy kết quả trong một sớm một chiều và bệnh nhân cần có thời gian để hiểu hết. Ông có bao nhiêu bệnh nhân đang sử dụng sản phẩm? Tại phòng khám của tôi có gần 200 bệnh nhân ngay bây giờ. Ông điều trị cho tất cả các bệnh nhân ư? Vâng, tôi có. Tôi có khoảng 8.000 bệnh nhân. Nhưng lý do tôi chỉ đề cập 200 là vì tôi không thể khám hết cho họ trong một tuần. Bởi vì một khi tôi nói với họ về những kinh nghiệm cá nhân của tôi và lời khuyên y khoa của tôi, thì họ sẽ tiếp thu. Và bây giờ tôi đang cố gắng hoàn thành trang web sớm thôi để có thể nhận được lượng lớn email từ tất cả mọi người. Tôi không muốn người bệnh nhân thứ 7.000 của tôi biết về điều này sau 6 tháng tính từ thời điểm bây giờ nếu tôi thăm khám cho họ 6 tháng một lần. Vì vậy đó thực sự là điều mà tôi chỉ cần giới thiệu với tất cả bệnh nhân của mình. Bởi vì tất cả họ đều cảm thấy tuyệt vời. Đó là một điều chắc chắn. Và một lần nữa, tôi không mong đợi ai đó bị tác dụng phụ hoặc gặp vấn đề nào đó với sản phẩm. Và thực sự tôi đã không gặp trường hợp nào cho đến nay. Ý tôi là cũng có thể, nhưng sau đó bạn giải quyết việc này giống như bất cứ điều gì khác. Nhưng có ít tác dụng phụ hơn vì sản phẩm này không phải là thuốc. Tôi không kê toa liều lượng lớn mà đi kèm với tác dụng phụ. Thực sự rất khó để cơ thể chúng ta sản sinh ra thứ gì đó sẽ gây ra tác dụng phụ vì cơ thể chúng ta phụ trách việc này. Thùy trước tuyến yên của chúng ta về cơ bản sản sinh ra hormone tăng trưởng và điều này khiến IGF được giải phóng. Tôi là một bác sĩ sức khỏe tự nhiên được chứng nhận và một chuyên gia thẩm mỹ lâm sàng. Đó là công việc của tôi. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực y học chức năng được 10 năm. Vì vậy, tôi biết về hormone tăng trưởng của con người. Tôi biết nó đắt như thế nào và tôi chữa trị cho mọi người từ trong ra ngoài tại văn phòng của tôi. Vì vậy, nó là một sự bổ sung hoàn hảo. Có lẽ là tôi kể cho khoảng từ 5 tới 10 người mỗi ngày.
và tôi đang gọi mọi người khắp nơi. Và bạn biết đấy, chủ yếu đối với tôi nghĩ nhìn chung hầu hết mọi người tin tưởng tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ bán cho họ bất cứ thứ gì mà bản thân tôi không dùng. Vì vậy tôi đã đem bản thân mình để làm chuột thí nghiệm với mọi thứ tôi làm. Có thể việc sử dụng đó cho bệnh nhân của tôi, nhiều người trong số họ đã thực hiện theo khuyến nghị của tôi để tiếp tục và sử dụng nó. Họ cũng đang báo cáo các kết quả tuyệt vời. Tôi cực kỳ ấn tượng với công thức và định hướng trở thành một sản phẩm vi lượng đồng căn. Bạn biết đấy, một sản phẩm thực sự giúp kích thích sản xuất HGH. Trên thực tế đây, với tôi đây, là vi lượng đồng căn. Bạn biết đấy, ngay lập tức tôi tự động biết rằng đây là liều lượng vi lượng, và nó được đưa vào máu nhanh hơn nhiều với liều lượng, các bạn biết đấy, ăn